Xin chào các anh chị, sau đây Vinpa xin hướng dẫn sử dụng máy đánh kem Everbet. Máy Everbet có những phụ kiện sau đây. Thứ nhất là nắp, đậy, cối, cái cối, que đánh trứng và đánh kem. Cái này là trộn rau củ quả salad. Que này là dùng để đánh bột. Đầu tiên là mình lắp nắp. Tiếp theo anh chị lắp cối vào, thì cối đây nó có chức năng là nó khóa giữ chân của cối, thì mình sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ, cối sẽ khóa lại đây. Khi mình mở ra thì mình sẽ xoay chiều ngược lại để mình mở ra. Anh chị lắp que đánh vào, mình sẽ đẩy lên và xoay ngược chiều kim đồng hồ để vào khớp. Khi mở ra thì mình cũng đẩy, mình mở theo chiều kim đồng hồ. Để đậy nắp vào, anh chị ấn vào nút này, đậy xuống. Khi anh chị muốn mở nắp ra thì anh chị ấn vào nút này, thì sẽ ấn phần nắp vừa với phần cối. Để vận hành máy thì anh chị cắm kích nguồn vào, bật công tắc. Ở đây có 7 chế độ, thì chữ P đó là đảo nhanh. Còn mức độ từ 1 tới 6 là từ chậm tới nhanh. Lưu ý thứ nhất, khi anh chị cắm kích điện thì nấm điều khiển ở mức số 1 thì máy sẽ không hoạt động. Thì khi đó anh chị trả về số 0, sau đó bật số 1 lại, máy sẽ hoạt động. Lưu ý thứ hai, máy chỉ đánh được tối đa 24 quả trứng. Lưu ý thứ ba, máy chỉ đánh được tối đa nửa ký bột. Anh chị nhớ lưu ý nhé. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.